Dạ, nay mùng 2 tháng 1 năm 2021 ạ. Dạ, năm mới quá mà quên mất, cứ nói chuyện năm cũ ạ. Đó, em review một con máy Kubota 9,5 HP. Con này thì máy dầu ạ. Con này máy dầu. Máy Kubota thì bà con biết rồi, quá chất. Con này là máy 1 ạ. Vừa đề vừa giật. Con này nó có cả sấy ạ. Đây này, đây là con sấy này. Rồi có két làm mát nhớt này. Rồi đề chế, tiết chế đầy đủ hết ạ. Cục đề quá bự. Chế này đúng như chế xe hơi ạ. Đó. À, cục đề chứ nhầm ạ. Đó. Rồi nó có ga điện luôn ạ. Con này đặc biệt là nó có ga điện. Đây này, đây có cái cần ga điện này mà mình bỏ đi ạ, không ạ. Đây là bình dầu. Đó, 9,5 HP, tua 1800. Dòng này thì rất là hiếm ạ. Ít lắm nhưng mà rất là hiếm. Rồi em thử đề cho bà con xem, vừa giật vừa đề ạ. Đây em câu thử đây. Phải gọi em. Đơn giản rồi, con này đụng cái là nổ liền này. Đây ra lên này. Con này khỏi, chắc khỏi cần e cũng được. Em giật cho bà con xem này. Cho ga lên này. Trước khi giật là phải kéo cái e này. Rồi bật cái e lên này. Rồi giật. Đó, giật một cái là đổ lên này. Máy thì nghe tiếng máy không là thấy thích rồi bà con ạ. Dòng máy Nhật, máy Kubota thì bà con biết rồi, thì quá bền rồi. Rồi, đường dao 7 tấc ạ. Con này thì em làm nhiều quá rồi, em không có test nữa đâu. Đó, hình thức nó như vậy. Có nhanh chậm. Rồi, em xin cảm ơn.